Bữa nay thì mấy bà cùng tôi đập hộp bánh trung thu của nhãn hiệu Kido nha. Nhãn hiệu Kido này thì bữa giờ là hot rần rần cái vụ Hoàng Thùy Linh đó mọi người. Nhưng mà ở trong clip này thì tôi chỉ có nói về cái bánh trung thu của Kido thôi nha. Đầu tiên á là cái hộp giấy ở bên ngoài được trang trí với những cái tông màu rất là bắt mắt. Nào là màu xanh đậm nè, vàng nè, hồng nè. Những cái tông màu này hòa quyện với nhau rất là hợp lý luôn. Phần nắp ở bên trong thì không hiểu sao có những cái hình họa tiết thì nó có vẻ như không liên quan lắm đến những cái họa tiết ở bên ngoài. Nhưng mà cũng đẹp. Rồi bây giờ là đến phần bánh nha. Một hộp như vậy thì có 4 cái hộp bánh trung thu nhỏ bên trong. Một hộp bánh trung thu thì nó cũng khá là dày và cái bánh thì cũng rất là chắc tay. Cái bao bì nhỏ nhỏ bên trong này mình cũng thích nữa, tại vì nó có in thêm hình con lân cũng dễ thương á mọi người. Hồi nãy là nhân đậu xanh, còn cái này là nhân cua hoàng đế sốt Singapore. Tiếp theo là gà quay tứ xuyên, rồi cuối cùng là bánh nhân hạt sen. Để ý á, bữa giờ không có cái hộp nào mà trong đó nó có bánh dẻo ha mọi người ha. Mấy bà là team đậu xanh hay là team thập cẩm, còn riêng tôi là tôi team nhân dừa nha mấy bà. Ở đâu mà bán bánh nhân dừa ngon mấy bà comment cho tôi biết, tôi săn lùng tôi mua ăn nha.